Hello mọi người, cho con của Loki ngày hôm nay cứng cáp lắm rồi. Mấy em đực thì về với chủ hết rồi. Còn mấy em cái này thì đã cũng có hai em về với chủ, còn một em thì chờ qua dịp lễ này thì cũng sẽ về với chủ. Còn lại là bốn em đang tìm chủ. Ừ, mọi người thấy cún hôm nay nhìn trông nó đã nét hơn hẳn chưa? Ừ. Cún hôm nay này nó sẽ nhìn trông nó cún con thì hôm nay nó đã mọc được cái lớp lông cho con rồi, nhìn nó bóng rồi. Đó, mọi người nhìn nó sẽ khác hẳn cái hôm trước. Đó, hôm nay là nó cái lớp lông đệm của chúng nó là nó rụng bớt lông đệm và nó mọc cái lớp lông sợi ở bên ngoài để nhìn nó bóng hơn. Đây, nhìn form dáng của con cún nó rất là cân đối form dáng. Khung của con nào nó cũng cao dài cân đối. Đây. Con này sẽ là một con khung rất to này. Cái. Hana con đâu rồi? Hana con lại ở gần chỗ mẹ rồi. Trong này là có bốn con, một đàn và một con ở đàn khác. Đây, Hana con đây. Đây này. Hôm nay lông nó mọc nhiều hơn rồi. Nó không nhìn nó không lộ cái lông trắng ở bên trong nữa rồi. Đây Hana con đây. Đó. Lông lông của Hana con thì nó chất lông nó ngắn hơn một chút. Giống con mẹ lông ngắn hơn. Ở đàn Loki 1 thì cũng có con lông ngắn. Nhưng nhìn chung là nó lông nó dài hơn con Hana con một tí. Đây hôm nay bóng ở đây này. Đây là lông nó đang ướt. Hôm nay nó nắng nó nóng tiện thì có thời gian thì tắm cho chúng nó. Đây Hana con đây. Ừ, ra đây. Chúng nó đều rất là khỏe khoắn, khung gọng rất khỏe. Cân đối. Đây. Nó sẽ là những cái con thuộc vào cái diện chó thuộc vào diện to con. Hóng à? Hey, hóng gì ở đấy? Đây, hey, Hana con đấy. Loki con, chỗ nó bằng sàn sàn với nhau. Có con Hana con của Hana và một con nữa và hai con nữa ở trong đàn là nó to hơn tí. Loki ở trong chuồng thôi, chứ không Loki ra, con nó lại săn nha. Để Hana con này nghịch là mặt đang có một cái vết xước nhỏ trên mặt này. Bôi cồn nếu mà không bôi cồn là nó sau là nó thành vết nấm. Ở trong bốn con cái còn lại thì có hai con cái tốt và hai con cái ở mức trung bình để nuôi gia đình không làm giấy được. Ok, chờ tí nữa rồi ăn nha. Màu mảng thì cháy khét luôn. Rủ nhau ra vườn chơi tí đi cho nó mát. Đây, cho con nó rất là nhanh nhẹn. Nó khỏe khoắn nên là nó nhanh. Thoát 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 thoát. Ừ.
Cún con thì đợt này là đón luôn được. Có con của Hanna. Con của Hanna là chủ bận cho nên là đây, cho mọi người ngắm một dàn cho nó. Đó. Nhìn nó giống nhau lắm, có con Hanna nhìn nó khác thôi. Vì dù sao là nó là khác mẹ. Đây, ngắm cho nó tí tẹo đấy. Nó đi ra chỗ nắng này thì nhìn thì nó rõ. Không cho ra vườn nữa. Này nhìn lông, chất lông của chúng nó là nó thay lông ở lứa tuổi này, tức là cái lông của bọn này là cái một cái chất lông tốt. Vì nếu mà lông nó chỉ cần dài một chút thôi thì ở cái lứa tuổi này lông nó sẽ xoăn tít. Vì nó thiếu cái lớp lông đệm ở bên dưới. Nó mới mọc lớp lông sợi. Thiếu lông đệm thì lông nó sẽ quăn tít. Cái chất lông của chúng nó là rất tốt cả hai đàn. Thì ở cái tầm này lông nó mới như thế này được. Và cái điểm nhấn của cái đàn cún này là cái khung gọng của chúng nó là cân đối, rất cân đối. Nó có độ thoáng chó, cao dài. Nó dáng giống như con Loki ấy. Nhìn nó có một cái độ thoáng. Đây là con của Hanna này. Con Hanna thì chờ ngày về với chủ thôi. Đây. Con Hanna đấy. Vừa gần nhất là con Hanna. Con đấy nó có chủ rồi. Còn lại 4 con còn lại mọi người chọn cún ở trong 4 con còn lại. Rất đẹp. À, hôm trước có một bác ấy bảo là cái đàn cún khai thác con chó mẹ quá mức. Bác thấy bác có bình luận ở trên video cho con bị còi. Thì nó rơi trúng vào cái giai đoạn là nó thay đổi thời tiết, là do con chó con nó nhịn ăn, giảm ăn. Hôm nay nhìn mọi người thấy có thấy cái dấu hiệu của con chó con nó còi hay không. Đấy, thì mọi người góp ý thì mình cũng ghi nhận thôi. Góp ý là ghi nhận. Chứ còn đôi khi là không phải là cái việc là mình cảm ơn cái góp ý của mọi người, là tức là mọi người nói đúng thôi nha. Nên là cảm ơn vì có tinh thần góp ý thôi. Đó, hôm nay mọi người nhìn đàn chó con thì mọi người sẽ thấy là đàn chó con nó rất là tốt. Vì là cái thời tiết mùa hè này thì nó không như là mùa đông. Mùa đông thì cho chăm chó con đều được. Chứ mà mùa hè giao mùa này là có lúc phải giảm ăn. Giảm ăn là có thể giảm ăn kéo dài đến 4-5 ngày đến 1 tuần là chuyện bình thường. Lúc đấy nó sẽ sơ xác. Chưa kể là có những cái giai đoạn là cái con chó con là lông nó toàn lông bông thôi. Thì nhìn nó không có độ bóng. Không có độ bóng thì nhìn lại thấy nó như kiểu là nó sơ xác, nhưng mà nó không phải. Không có độ bóng và mình cũng không lau lông. Hoàn toàn là con cún ở trong chuồng ra là mình sẽ quay video luôn. Hôm nay thì có thời gian và trời nó nắng, nó bắt đầu nó vào cái đợt gọi là nắng liên tục một tuần này, nắng cao điểm này. Thì mới tắm cho chúng nó một loạt luôn cho nó sạch sẽ, để mấy hôm nữa con nào nó về với nhà chủ thì chủ không phải tắm cho chó ngay. Nó thơm tho thì về nhà cho nó quen nhà cứ độ một tuần thì lúc đấy rồi chủ mới tắm. Ok, đó. Cún con thì nó đều nhau lắm. Thành ra là mọi người chọn cún thì mọi người chỉ cần chọn là hạ một trong hai con tốt hay là một trong hai con trung bình là được. Đây như em này, này em trung bình này. Em vừa đi qua này. Em này là em trung bình tiếp này. Hai em tốt là hai em nằm ở đằng sau kia. Hai em tốt thì nó to hơn tí. Một con đang gặm nghịch, còn một con thì phải không? Đúng rồi. Ok, mọi người chọn được em nào
thì liên hệ sớm nha, cún đợt này là có thể đón luôn được. Hẹn mọi người ở video tiếp theo. Đây, cho cún ra chơi một lúc rồi chỗ lại cho nó vào thôi. Với đàn cún này thì bảo hành là cún lớn lên là to chó và khôn.